là một luật sư. Ngoài cái việc hành nghề, trong đó còn một cái điều nữa là tham gia đấu tranh phòng và chống tội phạm. Đỉnh cao của luật sư Việt Nam đó là góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chứ còn luật sư Việt Nam đó, những cái từ như là công bằng công lý ít thấy sử dụng lắm trong các cái văn bản. Mà cái câu rộng khái quát nhất đó là luật sư là người góp phần tham gia bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mà anh Lăng là một luật sư, điều này mặc nhiên phải biết. Đây là những nguyên tắc căn bản. Những người còn đi học đã biết, học đại luật mặc nhiên biết, chứ không nói là một cái người đã bị hành nghề.